Xin chào chị Hồng Quyên ạ. À, những ngày này ở Cần Thơ không chỉ nóng đâu mà tôi thấy là còn khô nữa, rất là khó chịu. Không biết là ngày hôm nay thì trời có bớt khô nóng hơn không chị? Dạ, mến chào chị Ái Hậu và quý vị khán giả. Tình trạng khô nóng ở Cần Thơ ngày hôm nay chưa được cải thiện đâu ạ. À, vì dự báo độ ẩm trong không khí tại Cần Thơ vẫn rất thấp, khoảng 55%, cộng với tiết trời nắng nhiều khiến cho không khí càng trở nên khô hơn. Nhất là vào buổi trưa khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 33 độ. Không chỉ có Cần Thơ mà các tỉnh thành khác ở Nam Bộ trời cũng nóng khô trong ngày hôm nay. Nóng khô nhất phải kể tới khu vực miền Đông Nam Bộ. Nhiệt độ phổ biến là từ 35 đến 36 độ, độ ẩm hầu khắp các nơi đều dưới 47%. Trở xuống với khu vực miền Tây Nam Bộ là nơi mà nhiệt độ có phần dịu hơn, từ 32 đến 34 độ. Độ ẩm phổ biến là từ 52 đến 59%. Chỉ có một số nơi là độ ẩm trên 60% như là tại Bạc Liêu hay là Phú Quốc. Để phòng tránh nguy cơ cháy nổ trong tiết trời mà nắng khô như thế này thì quý vị cần lưu ý, cần phải ngắt nguồn điện lửa trong sinh hoạt khi mà không sử dụng, hạn chế đốt vàng mã, không tích trữ xăng, dầu và không cắm nhiều thiết bị điện vào một ổ cắm. Chuyển sang thời tiết tại đảo Phú Quốc, ngày hôm nay thời tiết cũng rất đẹp để quý vị có thể vui chơi và tắm biển. Trời thì trong xanh cộng với cả nắng vàng, nhiệt độ cao nhất là 32 độ và nhờ có gió biển thổi vào tạo nên một bầu không khí thoáng đãng tại nơi đây. Về đêm thì trời dịu mát, chỉ còn 25 độ. Cũng như đảo Phú Quốc, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau, Kiên Giang dự báo trời có nắng, không mưa, gió nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, độ cao sóng không quá 1 m, an toàn cho tàu thuyền ra vào các đảo.